Ok, tìm trận mới cho các bạn này. Tôi đã biết đánh mấy con này đâu. Lulu, Zorik. Đánh mẹ Lulu bây giờ nhỉ? Đánh Lulu đúng không ta? Hay đánh Gailo? Ôi, đánh mẹ Gailo. À, đánh mẹ Lulu đấy các bạn này. Đâu rồi, tôi chả đánh Lulu mà. Để tôi búp cho chúng nó đánh. Lulu này thì chỉ có búp thôi. Mình đánh support, mình sẽ búp cho mấy thanh niên này. Hình như mình có con kìa, lại thằng nào thoát trận vậy mày? Mẹ thoát trận này là hỏng rồi. Ấy à, bét ra xua mẹ luôn. Bia này được, tôi lâu rồi tôi không đánh volley bia, tôi mang cái bảng tanh đi tôi đánh với bọn này cho. Đây rồi, chính xác của bảng của nó đây rồi. Volley bia tà thần, nhìn con này hơi xấu. Con volley bia này nó đơn giản lắm đây, có làm được không? Và múc đi vài kênh nào, xong rồi xong bên này chuyển sang kênh kia vậy. Ok, vào trận rồi các bạn ơi. Và trận hơi lâu một tí nhưng mà team mình có vẻ team mẹ hơi bị dầu rồi các bạn này. Kalia, Kai'Sa, siêu phẩm Senna, Oliveira, dị giáo Arcturus, Jhin, vũ trụ hắc ám và Twisted Fate, huyết nguyệt, Malphite, Gravette, Chitana, hoàn thiện, Victor, kẻ sáng tạo và Vega. Được đấy nhở. Ok, được đấy, team nó mắc. Team mình cũng không phải giống vừa. Bọn này nó đóng dài hạn tiếp thôi. Ok, vô được các bạn. Rồi mở cửa. Jhin vũ trụ Twitter phết mẹ mày, team toàn cái gì thế này? Volibear dị giáo ác thần, team toàn mấy con mẹ mày skin này, toàn nhà giàu. Team bên này thì có một con là không có skin này, con này có skin này sáng tạo. À có, team nó có hai con skin. Team mình thì trận này full mẹ skin luôn, ghê gớm ghê gớm ghê gớm thật sự. Lâu thế nhỉ, mẹ mà trận này lâu vào thế. Vào nhanh cái các bạn. Chưa vào anh em ạ, đợi tí nhá. Nó hơi chậm một tí thôi nhưng mà nó cũng sẽ vào sớm thôi các bạn. Anh em hết sức bình tĩnh. Tưng 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 tưng. Ơ kìa, vẫn đéo được này. Vẫn đéo được, vẫn đéo được, vẫn đéo được. Không ăn thua rồi, ô cái này vẫn chạy nữa. Hình như thôi rồi, hình như thôi chạy, thôi chạy, thôi chạy, không chạy. Không thấy chạy nữa. Mẹ, nó căng thế nhờ, nó lại đéo chạy nữa rồi, sợ cái này lại thiếu chứ. Lên cái gì đây, lên găng tay băng hỏa cái nào hơn nhỉ, gây ra nương nhận lại cộng thêm một giây kẻ địch xung quanh, vậy thì khả năng phải lên áo choàng lửa hơn các bạn.
con này nó vẫn là phải áo choàng lửa, con Bolivia dị tộc ác thần này nhìn trông nó buồn cười sai hối, trông nó cứ kiểu kiểu trông hơi buồn cười các bạn, nhưng không sao, được chuyến được chuyến được chuyến được, vậy hả anh? Thì nó xác minh thôi, không mua gà nữa, loại cũ nó hết rồi. Cho tôi vào này, tôi vào này, tôi vào này, vồ cho nó phát, vồ cho nó phát, nhảy vào vồ cho nó phát. Ai chà chà, mẹo chúng mày vào đây. Thôi ông Sena ơi. Ui 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 giời ơi, ui ai 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 mẹ à, tôi tanh thế mà các ông đéo ăn được mặt nào. Chưa xác minh em. Tại lần này xác minh khó. Thế hơi căng thật. Mấy cái giày này tôi giải tự xác minh vậy. Bên này bên anh không mua kênh kiểu full video nữa, kiểu 100 video nữa. Ôi đá cho nó phát. À còn con Vega này, anh em nào vào đá cho nó phát được không? U, ui dồi, ui 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 hi hi. Ui 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 kìa. Mẹ à, nó vồ được đúng một con, còn lại là xong tử vong luôn. Team nó trận này có phép không ta? Để tôi nom qua một lượt đã, team nó hình như trận này không có phép. Ô thôi chết rồi, mình lên đồ ấy rồi. Mình lên full tanh để đánh khả năng hơi yếu tí. Lần này mình lên full tanh rồi nè. Game ơi. Kinh game anh cũng 21 đây, trời ơi, còn hỏi nữa. Bay vào đá thì không có phát. Nào, phát nữa. Phát nữa. Này à, nó tí mình đang nhìn con Vega mình thèm quá không ạ. Nó đéo quay lại kìa. Ồ nó vẫn kẻ chết thì con ấy của tôi kìa. Con ấy team tôi kìa. Mẹ à, nó nhìn con kia ngon thế mà đéo nhỉ. Cách nào nhảy vò và đánh chúng nó nhỉ. Nào chúng mày vào đây. Ý. Bay vào đây bố mày đạp cho một phát. À. Không. Không có. Không có. Được rồi. Thoát ra đây, thoát ra đi, thoát ra đi. Bộ bài làm gì à? Không có.